mà Raptor này ta nhỏ, tuổi sừng nha các bạn, tuổi sừng bò tầm 1m2 bò nha các bạn, bò tầm 1m2 bò, rúng yếm xấy tích rồi cũng nghiêm chỉnh nha các bạn, cậy đuôi cũng lớn nha, bò rất mầm bò nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con cái tơ xin với lại một con cái raman nha các bạn. Con cái xin này thì chữa được 5 tháng mấy nha các bạn, chữa siêu thịt nha, bơm siêu. Con này thì chủ báo giá là 31 triệu nha các bạn. Nói chung bò này là từ rúng yếm đồ là nghiêm chỉnh nha các bạn, giò cẳng nghiêm chỉnh hoàn thiện hết nha. Bò này thì chữa được năm tháng mấy nha các bạn. Khú cao tầm 1m2 13-24 nha các bạn. Bạn thấy không? Nhìn rất là cứng bò nha các bạn. Đuôi dài cậy đuôi lớn nha các bạn, xấy tích thì nghiêm chỉnh. Con khú này nhìn rất là cứng bò nha các bạn. Bạn nào có nhu cầu mà thì cứ liên hệ trực tiếp với mình nha các bạn. Gu bật nha, xấy mặt với xấy lưng rồi là nghiêm chỉnh hết, giò cẳng bò khú nguyên con nha các bạn. Các bạn nào có mua nhu cầu thì cứ liên hệ, chúc mình comment số điện thoại dưới trên video nha các bạn. Đòn dốc có nha các bạn, bò này ra có đòn nha. Ba mươi một triệu. Và không, móng sò hết nha, móng sò 6 vú nha các bạn, đặc biệt bò này là 6 vú đều nhau nha các bạn, không phải 4 vú mà là 6 vú nha, 6 vú rất đều. Bò chữa cũng mầm bò nha các bạn. Và không, đòn dốc có đòn dốc nha. Rất có đòn dốc. 31 triệu. Bây giờ mình thì sẽ đi cận cảnh con bò này cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ giới thiệu đến con bò Red Panther nha các bạn. Thank you.
Đây là con bò Red Panther này các bạn. Con bò Red Panther này tay nhỏ. Trụi sừng nha các bạn. Trụi sừng. Bò tầm 1m2 bò nha các bạn. Bò tầm 1m2 bò. Rúng yếm sấy tích rồi cũng nghiêm chỉnh nha các bạn. À, cậy đuôi cũng lớn nha. Bò rất mầm bò nha các bạn. Bò này tầm 14-15 tháng nha các bạn. Các bạn nào mà muốn nuôi bò Redman thì cứ liên hệ nha các bạn. Bò này thì chủ báo giá là 25 triệu nha các bạn. 25 triệu. Yếm rúng đồ sấy tích đồ nghiêm chỉnh hết toàn bộ nha. Giò cẳng hoàn thiện hết luôn, móng sò hết nha các bạn. Ra man trụi. Chủ báo giá 25 triệu. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho các bạn 1m2 bò nha. Bò này về các bạn nuôi 1-2 tháng có thể là phó giống được nha các bạn. Rất là mầm bò. Đuôi dài cậy đuôi lớn nha các bạn. Bò này sau này cũng còn lớn lớn bò lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào cận cảnh con bò này một lần nữa cho các bạn xem kỹ rồi chút mình sẽ để số điện thoại dưới video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình. Để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.